tác hàng xò chúng tôi sẽ còn thực hiện những câu chuyện về trợ lý của ông. Bởi vì thực ra mà nói là trong suốt những ngày qua chúng tôi cũng có được thông tin rằng rất nhiều cầu thủ nói rằng là cái vai trò của người trợ lý rất là quan trọng. Ông ấy chỉ cho các cầu thủ cái cách di chuyển, mà cách di chuyển trong cái sơ đồ phòng ngự cực kỳ quan trọng. Những câu nói đã tiếp thêm cho các cầu thủ rất tại nhiều sao lại phải cúi đầu. Với cái tốc độ xe đi như vừa rồi thì sớm thôi chúng ta sẽ thấy được không khí ở đây như thế nào. Đoàn xe đi qua cái khoảnh khắc mới qua cầu. Tôi nghĩ rằng là cái điểm cầu này là một cái điểm vắt ngang trên đường đi bộ ở trên đường Võ Chí Công. Vâng, đường Võ Chí Công. Và ở đây sẽ có một góc nhìn rất là tốt để thấy được đoàn xe đi qua. Những chiếc xe vẫn đang di chuyển hết sức chậm chạp. Đổi đi, tôi nghĩ rằng không còn xa nữa đâu là chiếc xe của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây rồi, đội mô tô về đây rồi. Đây là có một lối đi nhỏ rồi. Mô tô đây này. Vâng, đây là phóng viên Tuấn Anh của chúng tôi đang có mặt trên xe buýt chở đội tuyển. Và truyền hình cả nước, xin chào trường quay. Tôi đang có mặt trên chiếc xe, chuyến xe lịch sử. Đây là một trong hai chiếc xe buýt mui trần chở các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với một sứ mệnh lịch sử. Một giải đấu mà chắc chắn là bóng đá của châu Á sẽ còn phải nhắc tới bóng đá Việt Nam rất nhiều. Đó là chúng ta đã lọt tới trận chung kết và đã có một trận chung kết đầy quả cảm trước cầu thủ U23 Uzbekistan. Đối với người mộng đá Việt Nam thì tất cả các cầu thủ của chúng ta đều là những người hùng. Và trên xe buýt mà tôi đang ngồi vào lúc này, chiếc xe buýt 2 tầng. Qua bên phía tay trái tôi là đội trưởng Lê Xuân Trường. Và bên phía tay phải tôi đây là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người đã có được 5 bàn thắng tại giải đấu này. Và chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của các tuyển thủ của chúng ta sau khi trở về nước. Vâng, Lê Xuân Trường, anh có thể cho chúng tôi được biết là cái cảm xúc của anh là như thế nào sau khi đặt chân tới sân bay Nội Bài và được chứng kiến một rừng cờ, một rừng người ở bên ngoài sân bay chờ đón các thành viên đội tuyển? Thật sự là ngay khi đặt chân đến sân Nội Bài thì em thật sự quá là xúc động. Em không biết phải dùng từ nào để diễn tả nữa cái cảm xúc này. Em nghĩ là trong đời cầu thủ em sẽ không như này nữa. Và em cảm thấy thật là tự hào, cảm thấy rất là may mắn khi là một trong những thành viên của U23 ở đợt thi đấu lần này. Em cảm thấy rất là may mắn thật sự. Vâng, tại giải lần này thì chúng tôi hàng chục triệu con người Việt Nam đã thực sự thổn thức, thao thức và đã rơi những giọt nước mắt rất là hạnh phúc khi được chứng kiến màu cờ sắc áo của Việt Nam bay trên nền trời của giải đấu tổ chức tại Trung Quốc và khẳng định vị thế của chúng ta. Không biết rằng là ngày hôm qua sau trận chung kết thì Xuân Trường có ngủ được không? Thật sự là sau trận chung kết chúng em có một chút tiếc nuối, nhưng mà khi biết được rằng mọi người ở nhà đã ủng hộ, đã cổ vũ, đã mang đến cho chúng em những cái động lực to lớn như thế thì chúng em cảm thấy rất là vui. Thực sự là tối qua em không thể ngủ được và em chỉ chờ để gặp được mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cho đến lúc này là đến lúc chiều rồi, và chúng em từ sân bay mà đến tận bây giờ là khoảng, em nghĩ là khoảng 3-4 tiếng rồi chưa thể về đến khách sạn, và đó thể hiện cái sự cổ vũ của khán giả. Vâng, tất cả các trận đấu của chúng ta tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua đều là những trận đấu có nhiều cảm xúc. Vậy riêng với em là trận để lại nhiều cảm xúc nhất với em? Cái trận đấu mang lại cảm xúc nhiều nhất cho em nghĩ đó là trận đấu gặp Syria, bởi vì sau trận đấu đó thì nhưng mà thêm vâng, khi mà những tín hiệu bắt đầu trở nên xấu đi một chút thì cũng là một điều báo hiệu là các cầu thủ U23 của chúng ta chuẩn bị về gần tới cầu Nhật Tân khi mà đám đông dần tăng lên. AFF Cup vào cuối năm nay cơ, chúng tôi không nghĩ tới U23, không bao giờ nghĩ tới. Và anh Khánh ơi, chúng ta đang cùng nhìn hình ảnh từ cầu Nhật Tân của thủ đô Hà Nội. Vẫn rất đông, những khán giả. Quá đông. Một chút âm thanh vào thời điểm này, mọi người đang rất chờ đợi. Cầu vườn ấy. Không biết là các cầu thủ của chúng ta đã di chuyển đến đâu rồi. Một khung cảnh hết sức quen thuộc, nhưng cầu Nhật Tân chưa bao giờ hiện ra trước mắt chúng ta như thế này cả. Những nhịp cầu rất là quen thuộc ở phía xa kia. Nhưng đây sẽ là hình ảnh mà quý vị chưa bao giờ thấy được và sẽ còn lâu mới thấy lại được nữa. Hãy tận hưởng giây phút này.
sự chờ đợi của các cổ động viên dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thành Nhật Tân được phủ bởi một màu đỏ là quốc kỳ. Thật sự rất tự hào và rất xúc động khi chúng ta được nhìn thấy hình ảnh như thế này. Màu đỏ của lá quốc kỳ vẫn nổi bật mặc dù ngày hôm nay không phải là một ngày nắng. Nhìn từ xa tôi cứ tưởng tượng như là chợ hoa đào ngày Tết. Đúng rồi, như vậy. Là Tết đang về rồi, Tết về sớm thực rồi. Thực sự là như vậy, có một cái cảm giác mà khi chúng ta di chuyển trên phố vào những ngày này đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cờ đỏ sao vàng khắp mọi nơi. Đấy cũng là một cái không khí gì đấy rất là Tết. Rất nhiều gia đình bình thường thì là sẽ có một cái ngày lễ nào đấy thì mới treo cờ đúng không ạ? Rất nhiều gia đình trong những ngày qua là cái việc treo cờ là một cái nhu cầu tự nhiên của họ. Những ngày qua U23 thi đấu thì cái số lượng cờ, áo và băng rôn được bán ra là một con số khổng lồ. Không hề đơn giản một chút nào. 3.000 lá cờ đã được đặt hàng để VFF mang tới Thường Châu Trung Quốc để phục vụ nhu cầu của khán giả và họ, cái đơn vị mà thực hiện là phải thực hiện trong rất là nhanh. Chưa bao giờ chúng ta nghe thấy câu chuyện là những cơ sở sản xuất, những cơ sở may cờ là đã phải làm việc hết công suất trong những ngày vừa qua đúng không? Hãy nhường lại cho những trang phục có thể mang lại may mắn. Nhưng mà dù sao mà nói thì phải nói rằng là hình ảnh mà nhìn thấy màu đỏ khắp mọi nơi là điểm công vào thời điểm đó phải rất khó khăn. Những sở trường của chúng ta về việc là đến điểm cuối có những cái đường truyền phải chuẩn xác thì đến thời điểm Quang Hải ghi bàn thì chúng ta chỉ có một pha tấn công bị chặn lại thôi, và Quang Hải là tình huống thứ hai trong suốt 45 phút. Phải nói rằng là theo một cái thông lệ vẫn bình thường ấy thì đa phần là các cầu thủ của đội vô địch sẽ có được cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hơi tiếc một chút. Hơi tiếc. Nhưng mà chúng ta thì bù lại, tôi nghĩ rằng là những cái bàn thắng của Quang Hải sẽ được đánh giá cao tại giải lần này. Và đội tuyển U23 Việt Nam đã giành giải Fair Play của giải đấu năm nay. Đấy là một thành quả là quá xứng đáng, là bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta đã thực sự đã nói như thế nào thì nó cứu cho giải đấu ở cái giai đoạn cuối cũng là một điều không hề là thiếu chính xác một chút nào cả. Bởi vì mọi người hiểu rằng là nếu không có cái không khí tưng bừng, những điều bất ngờ đấy thì giải U23 năm nay chưa bao giờ được quan tâm đến như vậy. Vâng, tôi nghĩ rằng là sau cái giải đấu này thì chắc chắn sẽ có những cái lời mời đến từ những câu lạc bộ thậm chí châu Á và có thể châu Âu dành cho những cầu thủ U23 Việt Nam. Và nếu như ông Hiển là những người chủ của những câu lạc bộ có những cầu thủ được mời đấy thì ông sẽ đồng ý cho các cầu thủ đi ra nước ngoài thi đấu hay là giữ cho câu lạc bộ của mình? Có lẽ là một câu hỏi của anh Thuần ấy thì tôi thấy là cũng rất hay, ở cái chỗ là nếu như các câu lạc bộ mình có nhiều cầu thủ hay, điều đương nhiên là mình phải cho đi để gì? Để va chạm, để học hỏi, thì đấy mới là cái điều kiện các cầu thủ sẽ phát triển toàn diện hơn với một cái trình độ bóng đá phải nói thật, tức là họ cao hơn mình. Thế thì đấy là cái điều mà tôi cho nếu các cầu thủ đi, đàn anh đi thì buộc đào tạo các đàn em đẩy lên, thì đấy cũng là một việc, tức là phát triển lực lượng đào tạo. Tôi vẫn suy tư một vấn đề là đáng nghe ra các câu lạc bộ của chúng ta phải có cái sự bắt buộc. Mỗi một trận đấu phải có tối thiểu một số lượng cầu thủ, hai cầu thủ vào sân thi đấu, giống hệt đây là cách làm của U23 Trung Quốc. Thì có như vậy là 14 câu lạc bộ mà cộng lại sau mùa giải chúng ta đã có 28 cầu thủ được va chạm, thì đội tuyển quốc gia của chúng ta có thể các em ở lứa tuổi U21 Olympic sẽ là vững vàng. Không, chúng ta đã có những cái quy định đấy ở những mùa giải vừa rồi, đấy là số lượng đăng ký. Thế nhưng cái việc đăng ký là một chuyện khác, vào sân lại là một chuyện khác. Cho nên mới nói chữ bắt buộc là phải được ra sân, là phải trong đội những nước. Nhưng thực chất ra mà nói thì do vấn đề thắng thua, màu cờ sao các câu lạc bộ, chúng ta chưa làm được vấn đề đó. Vâng, đây là một điều thực sự đối với tôi gọi là có thể nói là bức xúc với tôi. Thực sự là đã rất nhiều lần trong những chương trình của mình tôi nói rằng đội tuyển quốc gia Trung Quốc họ nhắm tới một suất World Cup, họ khó khăn lắm họ không làm được, họ đã làm tất cả những gì có thể cho cầu thủ trẻ hai rất là nhiều so với kế hoạch rồi, và khán giả ở thủ đô đã chờ đợi đến bây giờ mỗi lúc lại trôi qua. Chúng ta không có thể đoán được tốc độ của đoàn xe thôi, khi mà hình ảnh của phóng viên chúng tôi trên chiếc xe buýt thì thật khó để có thể gửi về. Hãy nói cho chúng tôi biết là làm thế nào có thể giải tỏa được cái đám đông này để có thể chiếc xe có thể đi được, thật là khó khăn đúng không ạ? Mọi người có thể nhận ra được không khí này ở đâu không ạ? Không thể hình dung nổi những góc phố quen thuộc đối với chúng ta
giờ đây đã ngập một màu cờ đỏ sao vàng. Vâng, đây là cầu Nhật Tân. Rất cảm ơn bảng chữ đã cho chúng tôi biết đây là không khí ở đâu. Cầu Nhật Tân, cầu Nhật Tân vào thời điểm này, ngay tại đây và lúc này, nhìn cái sự cuồng nhiệt của cổ động viên thì hình như là có thông tin rằng là chiếc xe đang đến gần. Chắc chắn là họ cũng sẽ có những cái thông tin, có cách để truyền thông tin cho nhau để báo rằng là chiếc xe đang tới gần vào thời điểm này. Nhưng mọi thứ thì đang dừng lại trên con đường này. Tôi không nhận ra đây là con đường. Trông nó giống phố đi bộ Hồ Gươm hơn, vì mọi thứ đang dừng lại. Phía xa xa kia, nếu mà tôi không nhầm thì là chiếc xe buýt chở đội tuyển U23 Việt Nam, quý vị ạ. Và đây chính là lý do khiến cho mọi thứ đã dừng lại ở cầu Nhật Tân. Chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc này, rất là đặc biệt. Những chiếc xe ô tô thật khó để di chuyển, dường như cũng dừng lại rồi hay họ sao? Họ cũng muốn dừng lại để xem đội tuyển U23 hay sao ấy ạ. Họ cần phải di chuyển để đoàn xe có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ta cũng đang rất nóng lòng được nhìn chiếc xe buýt của đội tuyển U23 Việt Nam tiến lại gần hơn. Tôi vẫn nhớ cái câu chuyện vào tối ngày hôm qua với những người điều phối ở chiếc xe buýt này. Tôi nói rằng là hãy cố gắng để chiếc xe đừng đi quá nhanh, hãy dành những điều đặc biệt cho người hâm mộ. Nhưng có lẽ là đó là một lời nhắn nhủ hơi thừa vào thời điểm này, bởi vì là cuối cùng thì chiếc xe đã không thể di chuyển nổi ở trong cái bối cảnh như thế này. Một lễ hội thực sự đã diễn ra. Nhiều người nói rằng là đừng di chuyển từ đầu đến cuối trong cuộc hành trình từ sân bay Nội Bài về tới quảng trường Ba Đình. Hãy có một cái điểm dừng nào đó để cho cầu thủ được gần hơn với người hâm mộ. Thì không có cái điều đó ở trong chương trình thực sự. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là người hâm mộ tự tạo ra một không gian cho riêng mình. Bất cứ nơi đâu cũng thể thành điểm dừng. Đúng rồi. Tại cầu Nhật Tân mà lúc này giống như là một gala. Tôi nghĩ rằng bản sân khấu là chiếc xe buýt. Những người trong ban tổ chức cái lễ đón tiếp U23 người ta cũng không thể tưởng tượng được là chắc chắn những gì đã diễn ra. Xe tôi thấy không nhúc nhích. Tôi vẫn chưa nhìn hình ảnh của chiếc xe buýt. Mặc dù theo thông tin thì là chiếc xe đang đến gần hơn rồi. Vâng, ở phía trên bên trên cao kia là, đây là cũng là những cái thông tin mà chúng ta có được ở phía xa kia. Chiếc xe cao kia là chiếc xe của đội tuyển U23 Việt Nam, và khi mà những lá cờ phất với tốc độ cao ở phía dưới, tôi đoán đó là một sự thật. Ở phía trên kia đội tuyển U23 Việt Nam đã về tới cầu Nhật Tân rồi. Các cổ động viên đã đứng ra trước hết đầu xe rồi, thật khó để di chuyển trong một khung cảnh như thế này. Một khung cảnh chưa từng thấy. Dường như lối đi đã bị bịt kín rồi phải không anh Khánh? Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những khung cảnh tưng bừng ở những giải đấu hàng đầu thế giới, nhưng đây là điều chưa từng xảy ra. Quay lại kìa. Với một đội bóng vô địch trong lòng người hâm mộ, đúng là không thể nhúc nhích thêm được nữa. Và phải nói thật rằng vào thời điểm này, với cái hình ảnh này, chúng ta có thể nói về cái thành công của đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều đội bóng đã làm nên kỳ tích. Nhưng nói không phải là bởi vì đây là đội tuyển của mình đâu. Hôm qua khi mà thực hiện kịch bản cho chương trình này, tôi cũng cố gắng tìm hiểu lại xem là có những đội bóng nào thực sự đã vượt qua được cái khoảng cách như thế để có thể tiến vào trận chung kết. Tôi nghĩ là không nhiều. Anh Thuần có thể đồng ý với tôi về điều này không? Ví dụ như Bồ Đào Nha chẳng hạn, năm vừa rồi họ cũng đá hai trận penalty rồi vào đến trận chung kết, họ cũng chỉ hòa thôi. Nhưng Bồ Đào Nha thì vẫn là một nền bóng đá lớn ở châu Âu. Họ có vô địch bất ngờ, họ vẫn là một nền bóng đá lớn. Chính vì vậy mà tôi đã nói là nếu như cái thành tích này ở U23 Hàn Quốc, Iran hay Syria, một số nước khác, Nhật Bản, thì nó một điều hết sức bình thường. Hãy xa hơn một chút, Hy Lạp năm 2004 chẳng hạn. Hy Lạp năm 2004 có vô địch vào thời điểm đó thì rất nhiều cầu thủ của họ là đang thi đấu ở những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vào thời điểm đó, và cái khoảng cách của họ so với những đội bóng hàng đầu châu Âu không thể so sánh được với khoảng cách của U23 Việt Nam so với cả chắc chắn Hàn là như Quốc, thế. Nhật Bản, Australia được, đúng không ạ? Một khoảng cách quá xa. Chính vì vậy mà cho nên là cái việc mà thành tích của U23 nó càng trở nên nó ngọt ngào hơn. Một cách nào đấy khác nữa là cái chiến thắng kịch tính nữa. Ví dụ như Bồ Đào Nha chẳng hạn, tại cái Euro năm 2016, họ không thể nào chứng kiến được những kịch tính. Nếu như Bồ Đào Nha luôn 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 bị dẫn trước ở phút thứ 87, tôi không nghĩ là Ronaldo cuối có cùng thể sẽ là người nâng cao được chiếc cúp vô địch. Một đội bóng như Iceland cũng vậy thôi. Nếu như mà họ bị dẫn trước ở trong những cái thời điểm ngặt nghèo như thế hai lần liền và đối mặt với hai trận penalty, không hiểu họ sẽ làm được gì. Đó là điều mà tôi thực sự về mọi mặt chúng ta có thể tự hào với thành công này.
chúng ta đây là một giải đấu mà chúng ta có thể dành rất nhiều mỹ từ mà không hề cảm thấy là có một chút gì đấy gợn lên cả. Rất hoàn hảo. Hình ảnh của những lá cờ tiến về gần báo hiệu chúng ta biết là chiếc xe cũng đang tiến về gần hơn, bởi thực sự là rất khó nhìn hình ảnh của chiếc xe buýt chính xác trong một khung cảnh như thế này, một khung cảnh rợp màu đỏ của quốc kỳ Việt Nam. Khung cảnh chưa từng thấy ở cầu Nhật Tân. Và lúc này để có một góc nhìn đẹp nhất với các cầu thủ không phải đơn giản chút nào. Mà tôi thấy nó đứng im không di chuyển được. Hình như là tất cả những người hâm mộ đều tràn hết ra để mà muốn tức là chiêm ngưỡng các cầu thủ. Những lá cờ đang bay ở trong gió là cách duy nhất để chúng ta khẳng định rằng là hình không bị đông vào thời điểm này. Thật khó để... Không phải là hình dừng hả? Không phải đông hình bởi vì những lá cờ vẫn đang bay. Những lá cờ còn cố gắng vươn cao hơn. Vâng, thật khó để báo với văn phòng thủ tướng biết là mấy giờ các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ đến nơi. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ được thông báo liên tục. Và tôi nghĩ rằng những người chờ đợi vào thời điểm này, mạn phép được nói rằng có lẽ có cả thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có lẽ là ông cũng sẽ hài lòng khi nhìn thấy hình ảnh này, đúng không ạ? Bản thân chúng ta chờ đợi đáng giá. Một chương trình kéo dài hình ảnh của niềm tự hào dân tộc. Khắp tất cả mọi nơi, không khí này đang được chia sẻ rất nhiều ở trên mạng xã hội. Những hình ảnh tuyệt vời của ngày hôm nay. Di chuyển rất chậm chạp. Thực sự là ước mình có mặt trong đám đông này trong giây lát, đúng không ạ? Anh Thuần, anh đã có rất nhiều bức ảnh đẹp từ giải U23 lần này rồi, và ngày hôm nay nếu mà có mặt ở đây thì sẽ tác nghiệp liên tục luôn, đúng không ạ? Chắc chắn là sau cái buổi diễu hành này thì sẽ có rất nhiều các tấm ảnh từ người hâm mộ cũng như các phóng viên và đặc biệt là các cầu thủ. Vâng. Ngay từ bây giờ chúng ta đã thấy những cái hình ảnh được chia sẻ ở trên mạng xã hội rồi. Những hình ảnh của các cầu thủ chia sẻ. Những cuộc điện thoại trên xe chúng ta cũng nhìn thấy là các cầu thủ thường xuyên đang nói chuyện rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Điều đó báo hiệu rằng là mọi thứ đều quá đông và tất cả các mạng từ trên con đường cho tới mạng internet, mạng không dây đều bị tắc nghẽn vào thời điểm này. Tôi đang ghen tị với phóng viên Tuấn Anh, người đang trực tiếp được có mặt trên chiếc xe buýt. Chắc chắn điện thoại của anh Tuấn Anh cũng rất bận rộn khi mà sẽ có rất nhiều người nhờ anh Tuấn Anh xin chữ ký của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Hình ảnh này khiến cho tôi nhớ tới 3 tiếng chờ đợi của tôi trên đường Nguyễn Thái Học vào ngày mà đội tuyển U23 Việt Nam mà chiến thắng đội tuyển Qatar. U23 Qatar, mọi người đều còn nhớ vào cái ngày hôm đó khi mà chúng ta mà đó là ngày đầu tiên mà tôi muốn tôi đã rời khỏi trường quay của mình khá là muộn để di chuyển lên phía bờ hồ để xem không khí ở phía đó như nào. Nhưng ngày hôm đó anh Như Thuần và các vị khách của tôi ạ, 3 tiếng đồng hồ tôi chưa bao giờ bị tắc ở trên đường Nguyễn Thái Học 3 tiếng đồng hồ, và tôi không cảm thấy quá nhiều khó chịu bởi vì xung quanh thì mọi thứ đều rất tưng bừng. Rõ ràng là như tôi đã chia sẻ là cái chiến thắng của U23 nó làm cho con người nó xích lại gần nhau nhiều hơn, thông cảm hơn. Và ngay kể cả việc anh Khánh đứng tại chỗ thay vì cái việc mà anh sốt ruột thì anh ngắm những người khác hân hoan thì cũng là một cái niềm vui của anh, mà nó rất diễn đi ai cũng trở thành thân quen hết. Ai cũng có thể, bởi vì mọi người cùng có chung một thông điệp, một từ khóa: Việt Nam vô địch. Một câu nói không chán luôn, đúng không ạ? Hôm đấy là thực sự là bởi vì tôi cũng là người phóng viên mà đã chứng kiến cái giây phút đăng quang của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup năm 2008. Ngày đó thì thực ra mà nói là